Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dành, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp và thường xuyên thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, đặc biệt là đã tổ chức các đợt cao điểm nhân dịp lễ Tết. Kết quả đã phát hiện 77.158 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Xử phạt gần 71.800 trường hợp với tổng số tiền trên 197 tỷ 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương cũng đã phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông tại những nơi có mật độ lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải phối hợp tổ chức thực hiện phương án phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến, thường xuyên rà soát, tổ chức lại giao thông để khắc phục các điểm bất cập về hạ tầng giao thông, điểm đen tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Cũng trong năm, tỉnh đã khánh thành đưa vào sử dụng công trình đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, hoàn thành hạng mục cầu vượt 550 trên DT743, khởi công hai gói thầu thuộc công trình nâng cấp mở rộng DT746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa, huyện Bắc Tân Uyên. Công an tỉnh triển khai thành lập và đưa vào hoạt động các đội cơ động xử lý sự cố giao thông. Trong năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 602 vụ tai nạn giao thông, làm chết 316 người, bị thương 463 người, hư hỏng 980 phương tiện, giảm 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương, nhưng tăng 112 người chết, tương đương 54,9% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2023, Bình Dương sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Phấn đấu hàng năm giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10%, cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.